Trong trang phục tốt nghiệp, tân cử nhân Lê Thị Bảo Hà hồi hộp chờ đợi giờ phút đón nhận tấm bằng tốt nghiệp. Lê Thị Bảo Hà là một trong những sinh viên được xếp loại xuất sắc trong đợt tốt nghiệp này. Đặc biệt hơn, Hà được đại diện các tân cử nhân phát biểu cảm nghĩ sau 4 năm học. Trải qua những ngày tháng sinh viên với nhiều trải nghiệm ý nghĩa, hành trình trưởng thành với bao kỷ niệm đáng nhớ, tất cả như viết phim và tái hiện những năm tháng thanh xuân rực rỡ, giờ đây chúng em đã sẵn sàng hành trang để tự tin bước đi trên con đường lập nghiệp. Hà cùng hơn 200 sinh viên khác của trường đại học Gia Định University, GDU, thành viên tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng Group, tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2017-2020 tại hội trường Beethoven, số 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lễ trao bằng tốt nghiệp, các sinh viên trường đại học Gia Định có 10% tân cử nhân tốt nghiệp xếp loại xuất sắc. Trong đó, có một sinh viên là thủ khoa ngành truyền thông và mạng máy tính, đã vượt qua hàng trăm ứng cử viên để được trúng tuyển vào công ty đa quốc gia Dell Inc. Bên cạnh thành tích học tập nổi trội, các tân cử nhân tốt nghiệp năm 2020 đã có được những bước đi khởi nghiệp vững chắc khi tự ứng tuyển tại các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, xã hội, phù hợp với năng lực và ngành nghề được đào tạo. Theo khảo sát thường niên của GDU, tính đến tháng 10 năm 2020, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của trường là 92,5%. Mức lương hàng tháng của sinh viên sau khi ra trường đạt từ 13 triệu đồng trở lên. Trước khi trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân, nhà trường đã đánh tiếng trống khai giảng năm học mới và vinh danh 11 thủ khoa đầu vào đại học và hơn 200 sinh viên nhận được học bổng đại sứ GDU. Đây là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa cho các sinh viên để khởi đầu hành trình đại học cũng như trong suốt quãng đời sinh viên của mình, tự tin chinh phục ước mơ của bản thân. Qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Gia Định đã không ngừng nỗ lực để khẳng định là đơn vị giáo dục đào tạo đa bậc học uy tín với phương châm chọn lọc, ứng dụng, đại chúng. Hiện nay, trường đang là cơ sở đào tạo thu hút hơn 3.000 sinh viên đang theo học ở 11 ngành trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và xã hội nhân văn. Với mô hình đào tạo phát triển đa ngành, đa bậc học, năm học 2020-2021 tiếp tục là bước phát triển quan trọng trên tiến trình khẳng định vị thế hàng đầu trong đào tạo ứng dụng thực hành của trường. Đặc biệt, trường luôn có thực hiện những mô hình mới để tăng chất lượng đào tạo và giảm chi phí cho học sinh. Chúng tôi cũng có ý tưởng là đưa cái gọi là học kỳ doanh nghiệp vào triển khai. Thế thì muốn học kỳ doanh nghiệp thì chúng tôi muốn các cái giám đốc, các CEO và các chuyên gia trong các doanh nghiệp có thể chia sẻ trực tiếp tới các cái buổi học. Thì điều đó sẽ không khả thi nếu như mà một CEO sẽ phải di chuyển hàng tiếng đồng hồ chỉ đến nói với sinh viên khoảng tầm 2 tiếng rồi quay về. Thì ngược lại, nếu chúng tôi thiết lập hệ thống cầu truyền hình sẵn sàng tại các giảng đường thì bất cứ từ văn phòng nào đó các CEO đều có thể bật camera lên và chia sẻ giao lưu rất là trực quan, sinh động và thuận lợi cho các bên. Buổi lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp lần này cũng chứng kiến sự ra mắt ban giám hiệu mới của nhà trường. Trong đó, tân hiệu trưởng của nhà trường là Phó giáo sư tiến sĩ Võ Trí Hảo. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003. Sau đó, ông lấy bằng tiến sĩ luật học tại trường Free University của Đức và được phong hàm Phó giáo sư năm 2015.